Rồi ok, chào anh em đã trở lại với video của mình ha. Thì tiếp tục video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái mẫu máy 20 phát chân sông anh em. Thì mẫu này cũng rất là quen thuộc thôi, do theo yêu cầu anh khách muốn xem máy trước khi nhận á, thì mình cũng làm clip ngắn để cho anh tham khảo luôn. Thì nói chung clip này mình quay nhanh thôi anh em, do mẫu này cũng rất là quen thuộc bên mình rồi. Đó, đây là bản máy LC nha anh em, 20 phát nhỏ, tất cả bên mình đều sử dụng phát lưng đồng hết anh em. Phát lưng đồng, cấu hình máy là chạy biến áp E55, ở đây mình sử dụng một cái biến áp là E55 nằm anh em. E55 nằm, 6 con tụ lọc nguồn đầu vào nè, và 4 con tụ nhân áp đầu ra. Đây là bản máy LC cho nên cũng khá là đơn giản thôi anh em, bấm 4 con SCR, một con cảm là E42 anh em. Đó, thì do theo yêu cầu á, bản này chỉ đi một vạt thôi, anh khách chỉ có nhu cầu đi một vạt cho nên mình sẽ lắp bơm hai chế độ anh em. Hai chế độ là bật bơm cách ly trên đây, thì sẽ có lì và trộn thôi, lì và bơm đó anh em, hai chế độ đó. Thì rất là đơn giản thôi anh em. Thì tuy nhiên anh em nào có nhu cầu thả lạnh á thì mình vẫn lắp 6 chế độ cho anh em nha. Thì có 3 chế độ đánh nóng và 3 chế độ thả lạnh cho anh em. Thì nói chung tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Thì hiện tại bên mình cung cấp rất là nhiều mẫu anh em, từ bộ cho tới thiền anh em ha, từ 6 phép đổ lên anh em, 6 phép và những kể cả những mẫu phép lớn nữa, và những mẫu ngọt phèn và cả auto mặn ngọt mình đều có đủ cho anh em hết nha. Thì máy móc thì anh em có thể xem như trên video ha, nói chung nhận tới tay anh em sẽ không có khác gì đâu anh em, tùy theo nếu anh em có yêu cầu cái điểm nào đó thì mình mới làm khác thôi. Thì mình sử dụng mẫu hộp là mẫu hộp nắp trong anh em, mẫu hộp nắp trong cho nên là đậy nắp lại anh em vẫn nhìn thấy được cấu hình máy bên trong nha, anh em có thể theo dõi được tình trạng máy trong quá trình anh em sử dụng á. Đây mình có sử dụng hai cây quạt nè, kèm theo hai miếng nhôm cho nên là trong quá trình anh em sử dụng nó cũng không có gây nóng máy cho anh em đâu ha. Thì rất là đơn giản thôi anh em. Ở đây còn về mặt trước đây, hình thức bên ngoài thì mình sử dụng là dây nguồn là dây cắp đơn hết anh em, dây cắp đơn hai dây, mỗi bên hai dây đó, kẹp kẹp anh em thấy kẹp khá là cứng cáp luôn anh em. Đây còn về mặt trước đây anh em, về mặt trước thì mình căn bản mình cũng có ghi chữ cho anh em hết rồi. Thì cọc đỏ là vạt anh em, cọc đen là mát, mát thì anh em thả không dây mát em, nếu anh em đi một vạt. Rồi thì công tắc hay là phân áp anh em bật lên là áp cao, bật xuống là áp thấp. Áp cao thì anh em đi nước ngọt trong vậy đó, nước còn áp thấp thì anh em đi nước đục, nước phèn, nước kẹo vậy đó anh em. Đó thì rất là đơn giản luôn, mình sử dụng hai nắp áp cho anh em dễ, nó dễ cái phù hợp với cái dùng nước của anh em thì anh em dễ đánh hơn. Đó, còn về cái nút đỏ này mình có dán chữ tần số đây anh em. Tần số tức là chỉnh mạnh yếu đó, anh em càng vặn lên thì nó càng mạnh nha. Ban đầu về anh em để khoảng 50% thôi, rồi khi nào anh em coi cá nổi như thế nào đó, mà anh em chỉnh lên xuống, nếu cá chạy anh em mới tăng lên, còn chích chìm là anh em phải giảm xuống nha. Này tùy vào do cái tùy vào cái nguồn nước á mà nó giật, cái độ giật cá nó khác nhau anh em, cho nên là anh em coi cá nổi như thế nào mà anh em tinh chỉnh thôi đó. Còn ở đây cái nút vàng là mình ghi chữ trộn nè, thì tức là chỉnh chế độ, thì anh em vặn hết lóc về bên trái là chế độ đánh lì, anh em dặn lên là nó trộn cho anh em nha, trộn thì anh em hay kêu là bom đó. Đó, lì và chọn có hai chế độ rất là đơn giản thôi anh em. Còn hai cọc đen này mình có dán chữ cò bóp nè, thì về anh em vặn cò bóp vô thôi, mình có tặng kèm cho anh em hai cò bóp tay á, về anh em dặn vô thì cò bóp mình sẽ làm dài 2 mét cho anh em. Thì tùy theo anh em yêu cầu mình thì mình sẽ làm dài theo cái yêu cầu của anh em thôi. Đó thì máy móc thì rất là quen thuộc rồi, nói chung mình đã quay rất là nhiều rồi, chủ yếu mình quay sơ lược để cho anh có thể nhìn thấy được cái máy trước khi anh nhận cái tay anh thôi. Thì tất cả máy móc bên mình đều bảo hành cho anh em trong vòng 1 năm hết nha, anh em có nhu cầu hoặc là còn thắc mắc gì đó thì anh em cứ việc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại hoặc là nhắn tin Zalo, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em. Thì hiện tại bên mình có rất là nhiều mẫu từ lớn tới nhỏ anh em, từ đánh bộ cho tới đánh thiền, nói chung là tùy theo nhu cầu của anh em mà mình có đủ máy cho anh em hết ha. Thì chắc mình sẽ test một đoạn để cho anh em tham khảo nha. Thì nói chung có hai chế độ thì rất là đơn giản thôi anh em. Do là mình rút quạt hay rồi anh em, rút gạt đặng nó không có bị thổi gió gây ồn á. Thì đối với bản máy LC này á, anh em test thì phải có tải nha. Anh em nào không có đèn như mình á, anh em phải để hay gây vào xuống nước nha. Anh em bóp còi nó mới kêu được, chứ anh em để không tải á, thì anh em bóp còi nó sẽ không kêu luôn nha. Đối với cái bản máy LC này, đơn giản nhất thì anh em cứ việc để hai gây vào xuống nước á, thì anh em bóp còi nó sẽ kêu thôi.
thì mình có tặng kèm cho anh em hai cò bóp nha, hai cò bóp. Và anh em chỉ việc vặn vô như mình và anh em đi thôi. Do ở đây mình test nhanh cho nên là mình gắn cái cò bóp gài của mình cho nó gọn anh em, khỏi gồm gà. Thì về anh em cứ việc vặn vô y hệt của mình thôi là mà anh em đi. Đó, vặn thì anh em cứ vặn vô hai cọc này. Đó, chỉnh máy thì hai nút này, rất là đơn giản thôi anh em. Đó, thì trước tiên mình sẽ test ở chế độ đánh lì cho anh em ha. Đó. Đó, thì nút đỏ này là chỉnh mạnh yếu thôi anh em giảm về là nó yếu lại, em tăng tăng lên thì nó khỏe ha. Đó, còn anh em đi trộm thì anh em cứ việc giảm cái nút, tăng cái nút vàng này lên anh em. Nói chung là dặn về hướng bên phải đó thì anh em nó nghe cái cạch là bắt đầu nó trộm anh em, nhưng mà anh em càng dặn lên nó thì nó càng dày ha. Thì khuyên anh em chỉnh cao cao một xíu hoặc là anh em cứ dặn hết lóc về bên phải luôn anh em. Đó, cho cái xung nó dày đó thì nó sẽ đi, nó sẽ hiệu quả hơn anh em. Thì mình cũng dặn chỉnh được cái độ mạnh yếu bằng cái nút đỏ nè. Đó, thì nó sẽ có hai chế độ vậy thôi nè, rất là đơn giản luôn. Thì mình chỉ test nhanh một đoạn vậy thôi. Thì anh em nào cần tham khảo máy nào đó hoặc là cần thắc mắc gì đó thì anh em cứ việc gọi điện trực tiếp qua mình ha, mình sẽ tư vấn cho anh em. Thì chắc mình sẽ dừng video tại đây nha. Hẹn anh em ở video lần sau. Thì anh em xem video cho một mình xin một lượt like, một lượt đăng ký cũng như là một lượt chia sẻ để cập nhật được những video mới nhất bên mình ha. Rồi ok, chào anh em, hẹn anh em ở video lần sau.